Chuẩn bị nha, 1, 2, 3, bắt đầu. Xin được giới thiệu đi. Nói lên nhanh. Xin được giới thiệu cùng với mọi người một cái bụi tinh thể thạch anh trắng. Đá thì hoàn toàn nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Cái bụi này chất đá thạch anh trắng. Các tinh thể mọc rất là nhiều này, chi chít ở trên cái nền đá gốc này. Quay chậm nữa không? Được rồi. Viên này thì nó có kích thước của đá là 14 nhân với lại 15, một chiều dài này là 15 này và chiều ngang này là 14. Và nó có khối lượng của đá nặng là 1,8 kg. Đá thì nguyên bản nguyên zin tự nhiên 100%. Tất cả các chóc cạnh của đá này đều là tự nhiên hết nhé. Không hề mài giũa. Một viên tinh thể thạch anh trắng. Và hiện cái mẫu này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 420.000 đồng. Nó có khối lượng của đá nặng là 1,8 kg. Xuyên soát 2 kg. Nếu bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship toàn quốc. Cam kết là hàng chuẩn thạch anh trắng thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu mà khách hàng phải bỏ ra để mà kiểm định, giám định đối với viên đá này. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp, đá thiên nhiên mà kênh của tôi sẽ giới thiệu đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Anh Ngố.